Chào các bạn, mình đang ở quầy của SanDisk ở Mobile World Congress. Và đây họ có trưng bày hai cái sản phẩm mới được họ giới thiệu, đó là một chiếc ổ nhớ USB với chuẩn là Type-C và một chiếc thẻ micro SDHC với chuẩn là UHS thế hệ thứ 2 cho tốc độ đọc và ghi rất là cao. Thì bây giờ mình sẽ trên tay cho các bạn về hai cái sản phẩm này. Đầu tiên mình sẽ nói về cái USB Type-C trước. Thì tên gọi nó là SanDisk Ultra USB Type-C Flash Drive, rất là dài và khó nhớ. Đây là một số những cái thông số kỹ thuật của nó. Thì các bạn biết là cái USB ổ nhớ này nó chỉ có cổng USB-C mà thôi, chứ nó không có cổng USB-A thông thường. Thì cái sản phẩm nó cho tốc độ đọc là 150, cho tốc độ đọc 150 MB trên 1 giây với phiên bản là 32 cho tới 128GB. Còn với phiên bản 16GB thì tốc độ của nó chỉ là 130 MB 1 giây mà thôi. Đó, và nó là high speed USB 3.1. Đây là thiết kế của sản phẩm. Thì các bạn thấy là nó có một thiết kế rất là đẹp và nhỏ gọn, vừa trong lòng bàn tay mình thế này. Nó sẽ có một cái cơ chế là đẩy nó ra và kéo vào khi không sử dụng. Cái này có thể sử dụng được với những cái thiết bị mà có cổng USB-C để làm thiết bị lưu trữ, ví dụ như là những cái smartphone mới hiện nay, hoặc là cái MacBook 12 của Apple, hay là cái Chromebook của Google. Phía trước thì nó có cái logo SanDisk ở đây, và nó được làm phần màu bạc và màu đen. Ở đây nó có một cái móc để chúng ta treo, phía đằng sau nó là màu đen tuyền hoàn toàn. Và đây là cái cổng USB-C của cái ổ USB. SanDisk cho biết là họ sẽ sớm bán ra cái ổ nhớ USB với tiêu chuẩn Type-C này, và nhìn nó khá là đẹp như gọn nhẹ. Đó, một cái ổ nhớ USB. Cái thứ hai mình muốn trên tay đó là cái thẻ nhớ SDHC với tên gọi là Extreme Pro. Đó, với tiêu chuẩn là UHS-2, nó nhanh hơn rất là nhiều về hiệu năng so với cái chuẩn UHS-1. Và cái phiên bản mình có đây, phiên bản 64GB. Thì như bạn thấy là trên cái vỏ của cái thẻ nhớ này, nó giới thiệu là nó được tối ưu để cho những thiết bị có khả năng ghi 4K. Đó, tốc độ đọc và tốc độ ghi rất là cao, thì sẽ giúp cho những cái chúng ta ghi lại những cái thước phim 4K sẽ được nhanh hơn. Đó, tốc độ đọc của nó là lên tới là 275MB trên 1 giây. Và các bạn nên nhớ là cái cách tính của SanDisk là họ tính là 1GB, tức là bằng 1 tỷ bytes. Đó, hơi khác một chút, tức là 1GB sẽ bằng 1024MB, à 1000MB chứ không phải là 1024. Đó, đi kèm với lại cái thẻ nhớ này còn có một cái adapter để chuyển sang cắm vào USB 3.0 để chép dữ liệu vào máy tính chẳng hạn. Thì đây là cái sản phẩm thật của chúng ta. SanDisk có để bên cạnh một cái thẻ cũ, cái thẻ UHS-1, còn bên phải là thẻ UHS-2. Đây là thẻ SanDisk mới UHS-2 64GB. Đó. Ở phía mặt sau của cái vỏ này nó sẽ giới thiệu một chút về cái thẻ nhớ. Ví dụ như nó có dung lượng là 64GB. Và đây là có khả năng là quay được cái phim HD, Full HD ở với thời gian là 397 phút hoặc là độ phân giải 4K với 162 phút. Khá là nhiều. Đây là tốc độ của cái thẻ nhớ, tốc độ đọc lên tới 275 và tốc độ ghi lên tới 100 megabit trên 1 giây, megabyte 1 giây. Ở bên trái là cái thẻ USB-1 và còn ở bên phải là cái thẻ USB-2, thì các bạn sẽ thấy được sự khác biệt về chân kết nối. Thì cái thẻ USB-2 này nó có hai cái tầng chân kết nối, còn một chỉ có một mà thôi. Thì SanDisk có cho biết là cái sự khác biệt này sẽ giúp cho cái hiệu năng đọc và ghi của cái thẻ nhớ sẽ được tốt hơn và cao hơn so với cái thẻ đầu tiên. Ok, xin cảm ơn các bạn.